Chương 3 khảo sát tính ổn định của hệ thống, phần chính đó là phần tiêu chuẩn ổn định đại số. Khi bạn học cái phần này xong thì các bạn có thể xét tính ổn định của một hệ thống coi nó ổn định hay không ổn định thông qua cái đặc tính tần số của nó. Ở đây chủ yếu là biểu đồ Nyquist và biểu đồ Bode. Phần chính gồm những cái mục nhỏ như là 9.1 là phân loại, 9.2 là tiêu chuẩn ổn định Nyquist, 9.3 là tiêu chuẩn ổn định Bode. Những cái tiêu chuẩn nó được xếp vào cái tiêu chuẩn ổn định tần số là gồm 4 cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là nguyên lý theo nguyên lý góc quay. Thứ hai là theo tiêu chuẩn ổn định tần số Michailov. Thứ ba là tiêu chuẩn ổn định Nyquist. Thứ tư là tiêu chuẩn ổn định Bode. Trong khuôn khổ bài này thì thầy chỉ đề cập tới tiêu chuẩn ổn định Nyquist và tiêu chuẩn ổn định Bode. Các bạn lưu ý là tiêu chuẩn ổn định Bode nó là một cái tiêu chuẩn quan trọng mà nó sẽ liên quan rất nhiều tới những cái bài tập trong cái môn học này. Đầu tiên là mình sẽ tiếp cận với cái tiêu chuẩn ổn định Nyquist. Thì đầu tiên mình sẽ giả thiết cái bài toán nó như thế này. Đó là mình sẽ xét một cái hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có hàm truyền hở là G. Mình đã biết được cái đặc tính tần số của hệ hở G rồi, có nghĩa là mình đã có cái biểu đồ Nyquist của hệ hở G này rồi. Người ta yêu cầu hãy xét tính ổn định của hệ kính GK, hệ kính GK của nguyên cái hệ thống lớn này nè. Thì tiêu chuẩn ổn định Nyquist được phát biểu như sau. Hệ thống kính GK ổn định nếu mà đường cong Nyquist của hệ hở G bao quanh điểm trừ 1, 0, L chia 2 vòng theo chiều dương, tức là chiều kim đồng hồ, khi omega thay đổi từ 0 tới cộng vô cùng. Trong đó L là số cực của hệ hở GS, mà những cái cực này nó nằm bên phải mặt phẳng phức. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái ví dụ để mình hiểu rõ hơn cái tiêu chuẩn ổn định Nyquist này. Ví dụ như người ta cho là một cái hệ hồi tiếp âm đơn vị, trong đó cái hệ hở G á, nó bao cái điểm trừ 1, 0, có đường cong Nyquist như hình vẽ. Thì đây là cái đặc tính của cái hệ hở G, đường cong Nyquist của hệ hở G. Thì bây giờ người ta biết rằng là G là ổn định, hãy xét tính ổn định của hệ kính. Thì người ta cho mình 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái đường cong Nyquist nó như thế này. Trường hợp thứ hai là đường cong Nyquist nó như thế này. Và trường hợp thứ ba đường cong Nyquist nó là như thế này. Thì xét tính ổn định của hệ kính trong 3 trường hợp trên. 3 trường hợp mà cái đáp ứng của hệ hở nó là như thế này ha, hoặc là như thế này, hoặc là như thế này. Thì đầu tiên mình có G ổn định, cho nên sẽ không có cực nằm bên phải mặt phẳng phức, do đó mình có L bằng 0. Theo tiêu chuẩn ổn định Nyquist, hệ kính sẽ ổn định nếu đường cong Nyquist của G không bao điểm trừ 1, 0. Nó bao L chia 2 vòng, nhưng mà bây giờ L bằng 0 rồi, có nghĩa là không bao gì hết. Như trường hợp 1 thì mình thấy là nó không bao cái điểm trừ 1, 0 này, cho nên nó là ổn định. Trường hợp 2 thì hệ sẽ ở ranh giới ổn định và không ổn định, tại vì nó đi qua cái điểm trừ 1, 0. Trường hợp thứ ba là hệ mất ổn định, tại vì hệ đã bao cái điểm trừ 1, 0 một vòng, trong khi đáng lẽ nó phải không được bao mới được. Bây giờ mình đến với cái ví dụ 2, đó là mình xét cái tính ổn định của một hệ hồi tiếp âm đơn vị, biết cái hàm truyền hệ hở là như thế này. Trong đó K, T1, T2, T3 là những hằng số. Thì tùy vào các cái giá trị K, T1, T2, T3 này mà biểu đồ Nyquist của hệ hở có thể là ở một trong ba dạng như sau. Cái đường số nhất nè, có thể là dạng này, hoặc là cũng có thể ở dạng này, đường số 2, hoặc có thể ở dạng này, đường số 3. Thì mình thấy rằng do hệ hở không có cực nằm bên phải mặt phẳng phức nên L bằng 0. Như vậy là chỉ cần cái đường Nyquist của mình nó không có bao điểm trừ 1, 0 thì là hệ của mình là sẽ ổn định ha. Thì các bạn lưu ý là cái hệ hở của mình nó có một cái khâu tích phân lý tưởng 1 trên S. Cho nên mình sẽ theo cái quy tắc như sau. Đối với các hệ thống có khâu tích phân lý tưởng để xác định đường cong Nyquist có bao điểm trừ 1, 0 hay không, thì ta vẽ thêm một cái cung là trừ gamma chia 2, có bán kính vô cùng lớn là cái cung này. Gamma là số khâu tích phân lý tưởng trong hàm truyền hệ hở. Ở đây mình có một khâu tích phân lý tưởng, cho nên mình coi như là cái biểu đồ Nyquist của mình sẽ được cộng thêm một cái vòng như thế này. Ở đây, ví dụ như đường thứ nhất nó không bao cái điểm trừ 1, 0. Nhưng mà chẳng hạn như cái đường số 3 đi, là nó bao điểm trừ 1, 0 là mới có
3 phần tư dòng thôi, thì mình sẽ cộng thêm 1 phần tư dòng ở chỗ này nữa, 1 phần tư dòng nữa. Là thông qua cái chuyện mà cộng thêm cái cung trừ gamma chia 2. Như vậy thì mình thấy cái trường hợp thứ nhất là không bao điểm trừ 1, 0 là hệ ổn định. Trường hợp thứ hai là hệ ở ranh giới ổn định và không ổn định. Và trường hợp thứ ba là nó đã bao 3 phần tư dòng rồi. Và thêm một cái cung này nữa thì là coi như là đã bao một dòng rồi, cho nên là hệ không ổn định. Bây giờ mình sẽ xét cái ví dụ 3. Mình xét hệ hồi tiếp âm đơn vị của các cái đấm hệ hở như thế này. Với L bằng 1 ở trường hợp 1 nè. Trường hợp 2 cũng L bằng 1. Trường hợp 3 cũng L bằng 1. Trường hợp 4 là L bằng 2. Trường hợp 5 là L bằng 2. Thì đề bài hỏi là những cái hệ hở được đáp ứng như thế này thì hệ kính nó có ổn định hay không? Thì thông qua cái tiêu chuẩn ổn định Nyquist thì mình thấy ở đây á nó bao cái điểm trừ 1, 0 là nửa vòng. Đáng lẽ ở đây L bằng 1 cho nên á là nó sẽ bao 1 phần 2 vòng. Ở đây đâu bao nửa vòng là đúng rồi, cho nên hệ ổn định. Ở đây là không có bao cái điểm trừ 1, 0. Trong khi L bằng 1 tức là phải bao nửa vòng cho nên hệ sẽ là không ổn định. Ở đây là nó bao một vòng nè, và nửa vòng là một vòng rưỡi, trong khi đáng lẽ nó chỉ bao nửa vòng thôi, tại vì L bằng 1 mà, không ổn định. Ở đây nó bao một vòng, trong khi L bằng 2 tức là bao một vòng là đúng rồi, hệ ổn định. Ở đây là nó không bao, trong khi L bằng 2 là phải bao một vòng mới đúng, cho nên hệ không ổn định. Tiếp theo là mình xét tiêu chuẩn ổn định Bose. Điều kiện bài toán đó là mình xét một cái hệ hồi tiếp âm đơn vị có hàm truyền hệ hở là G. Thì cái tiêu chuẩn ổn định Bose nó được phát biểu như sau, đó là hệ thống kính GK, tức là nguyên cái hệ thống này nè, nguyên hệ thống lớn, sẽ ổn định nếu mà hệ hở G có độ dự trữ pha và độ dự trữ biên là dương. Nếu mà phát biểu theo dạng công thức thì cái tiêu chuẩn ổn định Bose nó sẽ là như thế này. Nếu GM mà lớn hơn 0 và phi M mà lớn hơn 0 thì hệ ổn định. GM là độ dự trữ biên, còn phi M là độ dự trữ pha. Để hiểu rõ hơn tiêu chuẩn ổn định Bose thì mình xét một cái ví dụ như sau. Đó là xét hệ hồi tiếp âm đơn vị có đáp ứng tần số của hệ hở như sau. Đáp ứng tần số có thể biểu diễn dưới dạng Nyquist hoặc là Bose. Thì ở trong trường hợp này họ cho mình cái biểu đồ Bose biên và Bose pha của hệ thống. Ở trên là Bose biên và ở dưới là Bose pha. Thì họ hỏi là hệ ổn định hay là không ổn định. Thì họ đã cho biểu đồ Bose rồi, cho nên tất nhiên là mình dùng tiêu chuẩn ổn định Bose nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ mình xét một cái ví dụ là hệ hồi tiếp âm đơn vị mà có đáp ứng tần số của hệ hở được thể hiện như hình vẽ đây. Thì cái đáp ứng tần số của hệ hở trong trường hợp này là cái Bose ở phía trên là Bose biên và phía dưới là Bose pha. Bose biên Bose pha này nó cùng cái trục log omega nó là tương ứng với nhau ha. Thì mình giải bài này như thế nào? Trên biểu đồ Bose thì ta xác định được là omega C bằng 5,1. Ở đây omega C là cái giá trị omega nó làm cho cái L bằng 0. Trục này trục L nè. L bằng 0 khi mà omega nó ở chỗ này. Ở chỗ này là tương ứng với, các bạn để ý nè nha, 10 mũ 0 thì tức là 1, 2, 3, 4, 5. Omega C nó bằng khoảng 5 nhưng mà nó hơi nhích quanh chút, cho nên mình lấy 5,1 radian trên giây. Omega trừ pi. Omega trừ pi là omega mà tại đó cái phi omega đó nó bằng trừ 180 độ. Phi omega đây. Trừ 180 độ chiếu qua. Thì mình được omega trừ pi chỗ này. Ha. Omega trừ pi chỗ này. Ở đây là 10 mũ 0 nè, tức là 1. Ở đây là 2. Như vậy là omega trừ pi của mình là đang bằng 2 radian trên giây. Ở đây nó cái trục của mình á nó là trục log omega nhưng nó thể hiện giá trị ở đây là giá trị omega và cái khoảng chia của nó không có đều nhau nha, tại vì trục theo log omega mà. Ở đây là 10 mũ 0 nè, tức là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chỗ này là 10, tức là 10 mũ 1. Một cái khoảng này là một đề cạc. Một cái khoảng này là một đề cạc ha. Một cái khoảng này là một đề cạc.
thì dựa trên cái biểu đồ Bode mình có được cái omega C bằng 5,1 radian trên giây và omega trừ bi là bằng 2 radian trên giây. Thì với omega trừ bi bằng 2 mình chiếu lên trên cái Bode biên để mình tìm cái L tương ứng, thì mình có L tương ứng là bằng 35. Cho nên mình có L omega trừ bi là bằng 35 decibel. Bên cạnh đó mình có omega C bằng 5,1. Thì từ omega C này mình chiếu xuống để mình tìm coi phi omega C bằng bao nhiêu. Thì mình thấy cái phi omega C nó tầm khoảng cỡ từ 270 độ. Phi omega C bằng trừ 270 độ thì cái độ dự trữ pha của mình á, là phi m sẽ bằng 180 độ cộng cho phi omega C sẽ bằng trừ 90 độ. Còn cái L omega trừ bi bằng 35 decibel thì mình có GM là bằng trừ L omega trừ bi, cho nên là bằng trừ 35 độ, trừ 35 decibel. Mình thấy rằng phi M âm, GM cũng âm luôn, cho nên hệ thống của mình là mất ổn định. Thực ra chỉ cần một trong hai thằng âm là hệ thống của mình đã mất ổn định rồi. Mà ở đây là cả hai thằng đều âm, cho nên hệ mình là chắc chắn mất ổn định. Chừng nào mà cả hai thằng đều cùng dương hết thì hệ thống của mình mới là ổn định. Bây giờ mình sẽ đến với một cái ví dụ khác, là có một cái hệ hồi tiếp âm đơn vị có cái hệ hở là như thế này. Với cái hệ hở người ta cho sẵn dạng hàm truyền này thì mình hoàn toàn có thể vẽ được biểu đồ Bode hoặc là biểu đồ Nyquist ha. Mình viết lại hàm truyền hệ hở về cái dạng mà nó chứa các cái khâu động học điển hình là dạng TS cộng 1, mình sẽ được như thế này. Mình phân tích các cái khâu động học ra thì gồm có một khâu tỷ lệ là K bằng 10, một khâu tích phân lý tưởng chỗ này, và có hai khâu quán tính bậc 1 trùng nhau. Ở đây mũ 2 này, cho nên có hai khâu quán tính bậc 1 trùng nhau. T lớn là bằng 0,01, như vậy thì cái tần số gãy tương ứng là omega 1 và omega 2 trùng nhau là bằng 100 radian trên giây. Mình có cái hàm góc pha được tính là phi omega sẽ bằng ở trên tử mình không có cái khâu nào hết, cho nên nó là 0 độ. Ở dưới mẫu mình có một khâu tích phân lý tưởng. Một khâu tích phân lý tưởng là g omega. G omega là chỉ có phần ảo không có phần thực, cho nên chỗ này là trừ 90 độ. Tiếp tục. Ở chỗ này mình thay s bằng g omega vô mình sẽ được là 0,01 g omega cộng 1. Như vậy thì mỗi cái góc pha của nó sẽ là tăng của phần ảo chia phần thực, tăng của 0,01 omega chia 1. Mà ở đây có tới hai khâu lận, cho nên ở chỗ này sẽ là trừ 2 tăng của 0,01 nhân omega. Ở đây mang dấu trừ là tại vì những cái thành phần này nằm dưới mẫu nha, nó mang dấu trừ, còn nếu nó ở trên tử nó sẽ được mang dấu cộng. Mà trên tử nó không có cái thành phần nào hết, tỷ lệ, khâu tỷ lệ thì nó không có góc pha, góc pha nó bằng 0. Mình có cái hàm góc pha rồi. Thì lúc này mình sẽ lập cái bảng cái phi omega theo omega. Thì mình có khi omega bằng 0, mình chỉ xét omega từ 0 tới cộng vô cùng thôi. Khi nó bằng 0 thì phi omega là trừ 90 độ. Tương tự khi omega bằng cộng vô cùng thì chỗ này mình sẽ được là trừ 270 độ. Rồi mình điền cái bảng này, mình điền càng nhiều giá trị thì cái bot pha của mình vẽ ra sẽ càng chính xác. Một trừ 101 độ. Ở đây nếu omega bằng 1000 thì chỗ này sẽ là trừ 259 độ, vân vân. Thì nếu bạn chịu khó bạn vẽ ra trục này trục omega, đây trục dọc là trục phi omega. Bạn chịu khó vẽ từng điểm ra thì bạn sẽ lần lượt bạn kết nối lại, thì cái đường màu xanh của mình đó chính là cái đường biểu đồ Bode pha. Còn đối với Bode biên thì các bạn đã được biết ở phần trước rồi đúng không? Mình xác định điểm A tọa độ là log omega bằng 0 và cái trục tung là 20 log K log omega đây. Độ dốc là độ dốc âm 20 decibel, độ dốc tham khảo. Tuy nhiên ban đầu là cái đồ thị của mình nó có xu hướng đi vào điểm A và cái độ dốc ban đầu của nó cũng là âm 20 decibel trên một đề kẹt luôn. Lý do là tại vì nó có một khâu tích phân lý tưởng. Cái tần số gãy trùng nhau tại cái khâu hai khâu quán tính bậc 1 trùng nhau đó. Nó là omega 1, omega 2 là ngay chỗ mà log omega bằng 2, tại vì omega 1, omega 2 là bằng 100 radian trên giây. Như vậy là cái đồ thị mình nó sẽ đi băng bót biên ban đầu nó sẽ đi qua điểm A. Và nó đi cho đến khi nào nó gặp tần số gãy với độ dốc là âm 20 decibel trên một đề kẹt. Nó gặp tần số gãy thì nó đổi độ dốc. Đang âm 20 sẽ là âm 60 decibel trên một đề kẹt. Thì cái trục này trục log omega
từ 0 tới 1, từ 1 tới 2 vân vân, đó là một decad. Thì ở đây mình muốn vẽ cái độ dốc tham khảo âm 60 dB trên một decad thì mình sẽ chọn 1/3 decad và cho nó giảm 20 dB. Như vậy cái độ dốc này sẽ tương ứng với trừ 60 dB trên một decad. Có nghĩa là cứ một decad thì giảm 60 dB. Còn 1/3 decad sẽ giảm 20 dB ha. Thì khi cái đồ thị bót pin của mình nó gặp tần số gãy mà hai tần số gãy cùng nhau tương ứng với khâu quán tính bậc 1 thì nó sẽ giảm tiếp âm 40 dB trên một decad, tức là trở thành âm 60 dB trên một decad. Nó song song với cái độ dốc tham khảo này. Omega trừ pi nó sẽ là cái giá trị tần số sao cho cái góc pha là 180 độ. Như vậy thì mình gán 180 độ, mình tìm ra cái omega trừ pi theo công thức 180 độ bằng phi omega trừ pi thì bằng như thế này. Và bạn lần lượt bạn giải ra để được cái omega trừ pi là bằng 100 radian trên giây. Tiếp theo nữa là mình tìm cái omega c, thì mình có cái hàm truyền của hệ hở là như thế này. Thì cái L omega trừ pi bạn tính nó ra, bạn thay cái omega trừ pi vào thì bạn được cái L tại omega trừ pi là bằng trừ 60 dB. L omega trừ pi là trừ 60 dB, nhưng mà cái độ dự trữ biên nó là bằng trừ L của omega trừ pi, tức là bằng 60 dB, lớn hơn không. C là cái tần số mà tại đó cái L của nó là bằng không. Thì bạn nhìn cái hình thì bạn cũng dễ thấy nó rất là gần với log omega bằng 1, tức là khoảng 10 ha. Tuy nhiên mình cứ tính toán cho nó chắc. Thì bạn tính cái biểu thức này, bạn giải ra thì bạn sẽ được omega C là bằng 9,9 radian trên giây. Cái tần số này mình chọn. Còn nếu mà bạn ra cái nghiệm á, nó có phức là không được. Tại vì thứ nhất á, là cái tần số mình chỉ xét là số dương thôi. Thứ hai nữa là mình chỉ xét số thực, tần số mình chỉ xét là tần số là giá trị thực thôi chứ không có giá trị phức. Cho nên trường hợp mà ra âm hoặc ra phức thì mình loại ha. Cho nên giá trị 9,9 này là vừa thực mà lại vừa không có bị phức mà lại dương, cho nên mình sẽ chọn phi omega c. Mình tính ra được là bằng trừ 101 độ. Có phi omega c rồi mình tính độ dự trữ pha, tức là 180 độ cộng cho phi omega c, tức là bằng 180 độ cộng cho phi omega c là bằng 79 độ, lớn hơn không. Mình thấy gm lớn hơn không và phi m cũng lớn hơn không, cho nên hệ thống của mình là ổn định theo tiêu chuẩn ổn định Bose. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng MATLAB để mà mình khảo sát cái ổn định tần số. Một số lệnh các bạn có thể sử dụng là lệnh TF, lệnh nhập hàm truyền, lệnh Bose là dùng để vẽ biểu đồ Bose, lệnh margin là dùng để tính toán độ dự trữ pha, độ dự trữ biên, tần số cắt pha, tần số cắt biên, lệnh Nyquist là để vẽ biểu đồ Nyquist, lệnh Vlookas là dùng để vẽ quỹ đạo nghiệm số, lệnh tan là để tính cái tan của một góc, nhưng mà cái góc đó là phải là đơn vị radian. Còn lệnh attan, lệnh attan để tính cái attan, một giá trị tính attan ngược lại để ra góc, và cái góc mình tính ra được cũng sẽ đơn vị là radian.